Ở Hyundai thì có các loại loa, như là loa bình thường thì được trang bị trên i10 Accent, loa bow thì được trang bị trên Creta, bản đặc biệt, bản cao cấp, và Tucson thì bản tiêu chuẩn thì không có loa bow, còn tất cả các bản khác đều có loa bow. Còn Santa Fe tất cả các bản là được trang bị loa Harman Kardon. Cùng khởi động máy lên một chút thì phiên bản đặc biệt này trên cái vô lăng bốn chấu bọc da này thì sẽ có là một chút mạ bạc này, rồi sẽ có những cái phím bấm như là phím đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, chuyển chế độ điều khiển bằng giọng nói, ga tự động cruise control, hệ thống đèn tự động được trang bị cho cả ba phiên bản. Rồi đến chiếc màn hình đa thông tin này thì là màn hình LCD bình thường, có hiển thị công tơ mét và vòng quay của động cơ.